loại bỏ nghĩa hòa đoàn và thiên địa hội ra khỏi phim Đất rừng phương Nam. Chúng tôi gọi việc này là hiện tượng con voi trong phòng khách. Vì sao như vậy? Thưa quý vị, mới nhất thì Cục trực Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết, trước một số thông tin mang tính liên tưởng gây tranh cãi, trong cuộc họp đối thoại chiều 14 tháng 10, đại diện nhà sản xuất chủ động đề xuất phương án chỉnh sửa phim, nhà làm phim bỏ tên và lời thoại liên quan đến thiên địa hội, nghĩa hòa đoàn và thay thế bằng tên gọi khác không liên quan đến hội nhóm của nước ngoài. Nhà sản xuất phim cho biết phần thoại trong phim sẽ chuyển từ nghĩa hòa đoàn thành nam hòa đoàn và thiên địa hội thành chính nghĩa hội. Sự thay đổi này tránh liên tưởng đến thiên địa hội và nghĩa hòa đoàn từ thời nhà Thanh Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhà sản xuất điều chỉnh dòng chữ bộ phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi lên đầu phim nhằm làm rõ hơn ý đồ của nhà làm phim vì sự thay đổi mốc thời gian trong tác phẩm dân học, theo sát hơn bản phim truyền hình vốn đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Thưa các anh chị, bộ phim này không tự dưng mà ra đời và đã chiếu sớm hơn vào ngày 13 và 14 tháng 10 tại một số rạp chiếu thể nghiệm, và 20 tháng 10 sắp tới sẽ công chiếu toàn bộ. Trước khi chiếu phim đã có hội đồng thẩm định của Cục Điện ảnh và có một buổi chiếu ra mắt cho giới nhà báo, và chúng tôi rất ngạc nhiên là những nhà báo tin qua về truyền thông đi dự buổi công chiếu này và khen nức nở, khen không còn từ nào để nói nữa. Chúng tôi tưởng rằng tác phẩm này sẽ được giải Oscar ngay. Nhưng bản thân chúng tôi đã xem phim này 2 lần, 2 suất liên tiếp tục, và gặp gỡ những người xem đủ mọi thành phần đi xem, đặc biệt là các bạn trẻ, thì người ta xem là người ta vừa xem 15-20 phút là người ta nửa tiếng là người ta nhận ra những hạt sạn trong phim này, nhận ra con voi trong phòng khách ngay. Con voi trong phòng khách là gì? Đó là việc ai cũng nhìn thấy hết, nhưng mà chủ thể của nó là không nhìn thấy. Còn voi trong một căn phòng nhỏ bé thì ai lại không thấy, phải không? Hoặc là giả vờ không thấy thôi. Và cách giải quyết của Cục Điện ảnh nói lên tính thiếu trách nhiệm của cục này nữa. Vì thiệt hại của đoàn làm phim, của nhà sản xuất, ai chịu trách nhiệm đây? Cái cục đã thẩm định rồi, rồi bây giờ dư luận như thế thì phản ánh như thế thì lại điều chỉnh lại, trao đổi và gọi là nhà làm phim đề xuất. Nhưng thật ra lẽ ra Cục Điện ảnh phải đề xuất yêu cầu nhà làm phim chỉnh sửa khi mà cục thẩm định, không hiểu tại sao hết. Và tiến sĩ Hà Thanh Vân có ý kiến về vấn đề này như sau. Theo tiến sĩ Hà Thanh Vân, sự thanh minh chỉ mang tính chất phòng cháy chữa cháy mà thôi, mà cứu quả mà thôi. Thông tin trên báo Văn hóa ngày 15 tháng 10 năm 2023, trong bài viết Cục Điện ảnh lên tiếng về bộ phim Đất rừng phương Nam, cho thấy Cục trưởng Vi Kiến Thành cho biết trong cuộc họp và đối chiếu chiều 14 tháng 10, đại diện nhà sản xuất đã chủ động đề xuất phương án chỉnh sửa phim, theo đó sẽ bỏ tên và lời thoại thiên địa hội và nghĩa hòa đoàn, thay gọi bằng tên gọi khác không liên quan gì đến hội nhóm yêu nước, hội nhóm của nước ngoài. Phía Cục Điện ảnh cũng cho biết việc tự phát nổi lên chống ngoại xâm và cường hào ác bá với nhiều lực lượng phe phái có tính chất địa phương, tôn giáo, chủng tộc lẫn những cá nhân đơn lẻ như Võ Tòng, Thầy Giáo Bảy là tiền đề cho tinh thần kháng chiến chống Pháp sau này. Câu chuyện phim sẽ được phát triển ở những tập tiếp theo để dẫn dắt câu chuyện đến khi các lực lượng yêu nước trong phim tìm được những đường lối đấu tranh đúng đắn dẫn đến cách mạng tháng 8. Theo tôi ở đây là tiến sĩ Hà Thanh Vân, dù thay tên cũng không thể cứu vớt được những điểm yếu về mặt nội dung và nghệ thuật của phim, và cũng không thể phủ nhận rằng đây là một bộ phim không mang âm hưởng Đất rừng phương Nam mà là một bộ phim ca tụng hội kính kháng Pháp của những người qua. Liệu có thể sửa được nội dung phim, trang phục phim hay không? Vấn đề ở đây không phải là sự liên tưởng mà là thực tế trong phim đã diễn ra những chi tiết, tình tiết như vậy. Và chúng tôi trực tiếp xem phim và chúng tôi cũng thấy và đồng ý với ý kiến của tiến sĩ Hà Thanh Vân. Sự thay đổi 1-2 lời thoại và tên gọi không thể thay đổi được chủ đề và ý định của đạo diễn cũng như nhà biên kịch. Đó là ca ngợi những tổ chức hội kính của người qua trong kháng chiến chống Pháp, và nó điều đó hoàn toàn sai sự thật. Thay đổi 1-2 lời thoại, 1-2 cái tên, còn trang phục thì sao, còn nội dung thì sao? Về mặt trang phục chúng tôi sẽ tranh cãi với các nhà báo sao?
lời của cục điện ảnh là để chữa cháy cho bộ phim này thôi. Tôi đã đọc hết các bài báo có tính chất giải trình, tức là Hà Thanh Vân. Thanh Minh thì rõ ràng mâu thuẫn không chỉ với chiến dịch truyền thông ban đầu mà còn đưa ra một câu trả lời, một câu hỏi cần trả lời. Vậy rồi làm phim tiếp theo không? Nếu làm tiếp theo, sao không đặt tên là Đất Rừng Phương Nam phần 1 mà đặt tên là Đất Rừng Phương Nam? Mà theo tôi được biết là chưa hề có kịch bản của các phần sau, thì thông tin này của cục điện ảnh dựa vào đâu để bảo rằng nội dung sắp tới là như vậy? Tôi cũng ngạc nhiên vì thường các kịch bản đều được giữ bí mật để làm phim, nhưng cứ cho là cục điện ảnh có đọc được kịch bản rồi, thế thì cục điện ảnh tiết lộ luôn nội dung các tập tiếp theo rồi còn gì, vậy là phạm luật. 2. Chiến dịch truyền thông tận dụng danh tiếng của Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Dỗi. Nội dung chính của phim Đất Rừng Phương Nam là gì? Là gần như dính rất ít đến nguyên tác Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Dỗi. Trong phim các nhân vật gần như chỉ có cái tên, như nguyên tác là bé An, thằng Cò, dì Tư Béo, dì Tư Mắm, Võ Tòng. Còn thì tuyến nhân vật hoàn toàn mới, bên tình tiết cũng hoàn toàn mới. Thật ra làm vậy cũng là chuyện hết sức bình thường. Những người làm phim hoàn toàn có quyền hư cấu một bộ phim mới lấy cảm hứng từ nguyên tắc văn học. Nhưng nếu vậy, xin họ đừng lấy tên là Đất Rừng Phương Nam, nên lấy tên khác. Và lấy Đất Rừng Phương Nam cũng được, nhưng truyền thông định hướng dư luận trên báo chí và mạng xã hội ngay từ đầu theo kiểu đây là phim Đất Rừng Phương Nam có cảm hứng từ tác phẩm văn học của Đoàn Dỗi, có thể gọi đây là phần phim tiền truyện. Bản thân tôi trong bài viết trước đã gửi đổi tên phim thành Thiên Địa Hội ở Nam Kỳ, vì nội dung nói về Thiên Địa Hội là chính. Thưa các chị, như vậy theo ý kiến của tiến sĩ Hà Thanh Vân, động tác rút tên Thiên Địa Hội mà Nghĩa Hòa Đoàn ra khỏi bộ phim, rút lời thoại có liên quan đến những việc này ra khỏi bộ phim là một hành vi mang tính chất chữa cháy mà thôi, mang tính chất hành chánh mà thôi. Điều này sẽ gây thiệt hại rất lớn cho đoàn làm phim. Và trách nhiệm thuộc về ai? Ở đây bây giờ đúng sai chúng ta nói rồi, rõ ràng rồi, Thiên Địa Hội và Nghĩa Hòa Đoàn đưa vào đây là sai hoàn toàn rồi. Không tranh luận về vấn đề nó nữa. Ở đây, trách nhiệm của những người thẩm định bộ phim này như thế nào và điều đó dẫn đến hậu quả như thế nào. Và thứ hai nữa, chúng tôi muốn nói đến các nhà báo, nhà bình luận điện ảnh nổi tiếng, khét tiếng, xem phim và không phát hiện ra con dôi trong phòng khách, bởi ca ngợi đến hết lời. Một tác giả rất nổi tiếng, số 1 đầu bảng, xem xong thì nói như thế này: bất ngờ phết, vừa đậm chất phiêu lưu, vừa có độ hùng tráng, vừa có chất dân giả khí phách Nam Bộ, lại vừa có chất sử thi thuần Việt, vừa thừa kế di sản của quá khứ. Tiểu thuyết gốc của nhà văn Đoàn Dỗi và bộ phim truyền hình quốc dân của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, Điển Thơn, vừa có sự sáng tạo riêng làm nên phiên bản điện ảnh chắc chắn giàu cảm xúc, dàn cát mượt mà có ai cũng cảm giác hợp vai. Nói chung một bộ phim có tầm dốc và khơi gợi được nhiều cảm xúc về dân tộc, về chất hào sản của người phương Nam. Dĩ nhiên còn vài chỗ chưa thực sự chính tới, nhưng với một tác phẩm điện ảnh thế, tôi tin sẽ ăn khách lớn và đây mang lại nhiều cảm xúc để nâng tầm điện ảnh Việt. Cái kết mở ra cũng cho thấy có nhiều chất liệu để khai thác trong những rừng tiếp theo. Rồi, khi bộ phim trình chiếu, khi bộ phim chiếu hạn chế cho một số rạp, chưa công chiếu toàn bộ, thì người xem nó nhanh chóng nhận ra con dôi trong phòng khách với rất nhiều hạt sản trong đó to đùng. Bây giờ chúng ta khoan bàn tới Thiên Địa Hội, Nghĩa Hòa Đoàn, đó là đúng rồi, là sai rồi, phải chỉnh sửa rồi. Chúng ta nói một vấn đề khác, đó là vấn đề trang phục. Thì khi ý kiến nói về trang phục mang tính chất tàu nhiều quá, áo xá xẩu gì kia vân vân về vân vân, đặc biệt là trang phục của Bác Ba Phi, cho rằng Bác Ba Phi mặc đồ giống Trung Quốc. Những ngày qua, cư dân chiều nhau bức ảnh diễn viên Trấn Thành mặc trang phục màu trắng được cho là giống sườn xám của Trung Quốc với hàng khuy 6 nút. Trong khi áo của Việt Nam có 5 khuy để gửi thông điệp về ngũ thường. Vì hiểu lầm này, nhiều khán giả đã kết luận Bác Ba Phi mặc đồ Trung Quốc. Thì các nhà báo bên vực, thay vì phản biện thì lại bên vực ông Trấn Thành, tôi với đồng là bị tối đa, nói là cái cảnh mà bác ông Trấn Thành mặc đồ sườn xám á, giống như sườn xám á, là cảnh giới thiệu phim thôi,
trailer giới thiệu phim. Đó là một cảnh hợp sướng bài Đất Phương Nam, tình ca Đất Phương Nam, chứ không phải là trong phim. Do đó không ảnh hưởng gì cả, Trấn Thành muốn mặc gì thì mặc. À, lý luận kiểu ngang như thế. Còn hình ảnh Bắc Qua Phi trong phim thì cãi không được. Thì nói rằng đây không phải là đầu tao. À, đạo diễn Trần Chí Công nêu ý kiến trong đời sống người miền Tây trước 1975 thì cái áo có khuy hoài và nút thắt bằng vải ấy rất quen thuộc, người bình dân nghèo mạt như ông cố nội tôi, rồi đem ông cố nội ra luôn, cùng quê Cà Mau với Bắc Ba cũng có một cái như vậy, các bà ông mặc đi đám thì cho nó sang quen xem một chút. Tuổi thanh niên tôi cũng từng diện cái áo ấy. Tôi tôn trọng ý kiến của đạo diễn Trần Chí Công, nhưng mà ông sai rồi Trần Chí Công à, tôi là người miền Nam rạch đây. Và vấn đề áo bà ba hay áo tả nhậm, chúng tôi đã tham khảo ý kiến của nhà biên khảo Sơn Nam. Và nếu dẫn ý kiến nhà biên khảo Sơn Nam thì không thể sai được về miền Nam. Nhà biên khảo Sơn Nam nói như thế này: người Hoa Kiều vào Việt Nam, người ta mặc áo xá xẩu hay gọi là áo tả nhậm, có nghĩa là áo gai về bên trái, gai về bên trái. Và người miền Nam căn cứ vào những điều kiện của mình, rồi trang phục của những nước xung quanh Đông Nam Á, đã làm ra cái áo bà ba. Và thay vì cài cái áo qua bên trái tả nhậm như người Trung Quốc, thì tinh thần của người Việt Nam là chống Trung Quốc, chống Tàu tới cùng. Lúc đó gài qua bên phải, gài qua bên phải. Vậy thì rõ ràng đây là một điều rất cơ bản: áo tả nhậm và áo hữu nhậm. Tả nhậm là gài qua bên trái, là của người Trung Quốc, và người Việt Nam chống lại điều đó bằng cách gài qua bên phải. Có nghĩa là tôi là người Việt, tôi không phải là người Trung Quốc. Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, trăm năm nô lệ giặc Tây là như thế. Thưa các anh chị, từ thở mang gươm đi mở cõi, ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long, ai về đất Bắc cho ta gửi một chút lòng thương giống lạc hồng, thi tướng huynh văn nghệ. Là như vậy, những người đi mở cõi vẫn giữ nguyên căn bổn của người Việt từ ngàn năm rồi. Không để người Tàu đồng hóa, không để người Trung Quốc đồng hóa. Từ chuyện nhỏ là cái áo, từ chuyện nhỏ là cái nút cài sang bên trái hay cài sang bên phải. Nhưng báo đăng như đúng rồi mà không thẩm định và không tranh luận gì lại cả. Nói chung tất cả các bài báo chúng tôi đọc trong những ngày qua đều ngầm ý binh vực đoàn làm phim này và tranh luận đến cùng với những ý kiến phản biện trên mạng xã hội cũng như của các cá nhân và KOL của các tiến sĩ. Nhưng cuối cùng thì như thế nào, đi xem phim rồi mới thấy rõ ràng đây là một phim ca ngợi các hội kính, mà nói chung đây là những tổ chức tội ác. Còn tổ chức tội ác của nó như thế nào, Trúc Liên Bang hình thành như thế nào, là Hồng Liên Bang, và chúng tôi sẽ có những chuyên đề nói về vấn đề đó, thì nó rất dài dòng và sẽ dẫn chứng, đưa ra những tài liệu xác thực gì nó của người Việt, ví dụ nhà văn Sơn Nam, nhà biên khảo Sơn Nam, nhiều người khác nữa, rồi tài liệu của người Pháp và tài liệu của người Trung Quốc luôn. Và kể cả chúng tôi trao đổi với những người đang lãnh đạo các băng đảng Trúc Liên Bang, Hồng Liên Bang, cho các anh chị thấy tầm mức hoạt động của nó là khủng khiếp như thế nào, tầm thế giới. Và nhiều người nói rằng phim thôi mà, giải trí thôi mà, làm gì dữ vậy. À, không phải, anh các anh muốn làm phim gì cho chính các anh coi thì các anh cứ làm. Nhưng các anh làm cho công chúng coi và lấy đề tài người miền Nam, Nam Kỳ lục tỉnh thì lại khác. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ý kiến của tác giả Nguyễn Thị Bích Hậu. Vì sao cộng đồng lại quan tâm tới phim Đất Rừng Phương Nam? Là vì thật ra dù chưa hoàn hảo, nhưng nguyên tác của nhà văn Đoàn Dỗi cũng như nhiều tác phẩm của nhà văn Sơn Nam điều mô tả lại một Nam Bộ với con người đầy chân thật, dễ thương, mộc mạc, hào sảng trong một khung cảnh thiên nhiên, quang sơn mạch trù phú. Những điều căn cốt của Nam Bộ khiến cho bất cứ ai bọc vào cũng yêu Nam Bộ tới tận cùng. Mà những điều đó, nay ít hay nhiều cũng không còn như xưa nữa. Nếu dựng thành phim mà làm cho những hồn cốt trong nguyên tác đó mất mát hay làm tệ hại hơn thì thật sự cũng làm bao nhiêu người buồn bã và thất vọng. Họ la mắng cũng vì quá yêu miền Nam, mà sao lại không yêu miền Nam được cơ chứ? Đấy, chúng tôi thấy rằng ngay bản thân chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi đi xem phim với tất cả những tình cảm. Và nếu nó hay, nó chân thật, nếu nó chân thật miền Nam, chúng tôi sẽ có những ý kiến ca ông Quang Dũng, ông Trấn Thành lên trên trời.
nhưng nó không phải như vậy. Đây sạn, mà không phải sạn, nó là một con voi. Một con voi trong phòng khách làm thương tổn tình cảm của những người miền Nam. Tác giả Nguyễn Gia Việt cũng có ý kiến như vậy. Một bộ phim về miền Nam, tôi muốn nói nó phải là một bài học hay, một khung cảnh thuần chất Nam Kỳ của ông bà tổ tiên tôi. Trong đó những nhân vật dù trong phim nhưng phải là những hình ảnh tượng ghi nhớ tri ân của con người Nam Kỳ đã sống và bảo vệ mảnh đất này. Người xem phải ghi vào tâm khảm và trí nhớ của mình những hình ảnh nhân vật đó ở góc trang trọng nhất để sau này còn dạy cho con cháu và tiếp nối tương lai miền Nam. Trước phim người ta vô coi nhân vật kiểu tò mò, diễn viên đó có cái miệng chọt chẹt và hình thể có đúng với lời chửi không thì khác gì đi chợ, đi siêu thị ngắm hàng quá. Danh để cho đời là vai diễn đúng lòng người, còn tiền nhiều mà vai diễn kiểu mắt khí nhìn người ta như rôm rác, xóc xỉa cà hãy cà hước, rủa xả, táp thiên hạ bằng cái miệng ăn cơm ăn cá thì danh cũng không thông to gì. Nhớ ông cà phê Trung Nguyên nói tiền nhiều để làm gì. Tức là chị, sáng nay chúng tôi đã trình bày ý kiến chúng tôi về phim Đất rừng phương Nam nhưng giống như phim Triều Châu nổ Hán và những yếu tố Trung Quốc quá trong bộ phim này. Và hôm nay Cục Điện ảnh đã có ý kiến tiếp thu điều đó, rút ra cùng với ý kiến của nhiều người khác, đã rút ra Thiên Địa Hội, Nghĩa Hoa Đoàn và những gì có liên quan ra khỏi bộ phim. Tuy là cách xử lý ban đầu thôi, cũng chưa triệt để, chưa làm hài lòng nhiều người. Dẫu sao đây cũng là một sự tiếp thu. Còn cảm giác của tôi khi phim này, coi phim này như chúng tôi đã nói là cảnh chợ nổi giống như là một cảnh ở Trung Quốc vậy các chị. Phượng Hoàng Cổ Trấn, đúng rồi, giống như hệt như Phượng Hoàng Cổ Trấn, không phải là chợ nổi ở Việt Nam. Nhưng thôi, đó cũng là một chi tiết nhỏ thôi. Lớn nhất là con voi trong phòng khách mà còn không ai nhìn thấy. Và nhân đây chúng tôi muốn nói rằng chúng tôi rất có tình cảm với các nhà báo. Bởi lẽ chúng tôi sống bằng nghề này mà, chúng tôi ăn cơm của nghề báo mà. Nhưng chúng tôi rất đáng tiếc là công chúng bây giờ trong thời đại quá nhiều sự kiện, quá nhiều thông tin diễn ra, quá nhiều tác phẩm đủ thể loại diễn ra, công chúng rất mong muốn có những tác giả, các nhà báo phê bình điện ảnh, phê bình văn học, văn chương để chúng tôi có định hướng, không hoang mang trong một rừng thông tin như thế, một rừng câu chuyện giải trí như thế. Nhưng rất tiếc các nhà báo, tôi không nghĩ là không đủ tầm đâu, nhưng mà giờ không biết là gì, lý do gì đi dự họp báo xem phim rồi để ca lên tới trên trời, trong khi nó đầy sạn như thế, nó có một con voi trong phòng khách như thế. Chúng tôi rất tiếc nuối một thế hệ nhà báo về văn hóa văn nghệ lừng lẫy, bài nào ra bài đó, nhận định điều gì ra điều đó. Thí dụ như là nhà báo Vũ Thái, Ngô Ngọc Ngũ Long, Cát Vũ, Quân Nguyễn và nhiều người khác nữa. Thật là người xưa chưa cưỡi cải hạt vàng đi đâu cả, mà bây giờ thông tin nó hỗn loạn như thế này rồi. Hay là như thế này các anh chị, chúng tôi thấy rằng cứ mạnh về truyền thông, nó thẳng ra là mạnh về tiền thì cũng dễ lắm lướt lắm. Đây nếu là một sự kiện bình thường thì đoàn làm phim này sẽ thắng nữa, nhưng rất tiếc nó chạm vào trái tim, chạm vào khối óc, chạm vào nỗi đớn đau của người Việt, cho nên cho người Nam Kỳ lục tỉnh, cho nên nó mới vỡ lở ra như thế này và nó làm xấu mặt những nhà báo văn hóa văn nghệ như thế này. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.